Nhà báo Harry Anton, phụ trách dữ liệu chính trị cấp cao của hãng tin CNN, hôm thứ Ba đã xem xét khả năng các nhà thăm dò ý kiến có thể đang đánh giá thấp cơ hội của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vào năm 2024, giống như họ đã làm vào năm 2016 và năm 2020. Ông Anton trả lời phỏng vấn của News Center rằng, điều đó rất khó có thể xảy ra. Tôi đã quay lại và kiểm tra xem liệu một đảng có vượt qua được các cuộc thăm dò trong 3 chu kỳ bầu cử tổng thống liên tiếp ở các tiểu bang chiến trường quan trọng hay không. Điều đó chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 1972, Anton nói. Vì vậy, nếu các cuộc thăm dò đánh giá thấp ông Donald Trump một lần nữa, thì đó sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử, ông Anton cho biết thêm. Một số người cho rằng bản thân cựu Tổng thống Trump là người chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, ông Anton thừa nhận. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng những người thăm dò ý kiến thường nhận ra rằng họ không tính đến một bộ phận cử tri nào đó và điều chỉnh lại dự đoán của mình. Ông Anton đưa ra giả thuyết rằng, tôi nghĩ điều đó giúp giải thích tại sao chúng ta chưa bao giờ thấy cùng một đảng bị đánh giá thấp 3 lần liên tiếp trong các cuộc bầu cử tổng thống, ít nhất là trong 52 năm qua. Một tuần trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 chính thức, hơn 50 triệu cử tri trên khắp nước Mỹ đã hoàn tất việc bỏ phiếu sớm, một chỉ dấu cho thấy sức nóng của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong năm nay. Trong bối cảnh hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris đang bám đuổi siết sao về tỷ lệ ủng hộ. Báo The Hill ngày 30 tháng 10 trích dẫn dữ liệu theo dõi bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 của Đại học Florida cho thấy 51 triệu cử tri trên khắp nước Mỹ đã hoàn tất bỏ phiếu sớm, trong đó 27 triệu lá phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu, 24 triệu lá phiếu bầu qua thư. Một tuần trước ngày bầu cử chính thức, ngày 5 tháng 11, lượng cử tri bỏ phiếu sớm năm nay thấp hơn con số năm 2020, thời điểm nhiều người ở nhà và bỏ phiếu qua thư vì dịch COVID-19, nhưng đã vượt các năm 2016 và 2012. Một số hãng tin dự báo tổng số cử tri Mỹ tham gia bầu cử có thể tương đương hoặc cao hơn con số năm 2020, vốn được xem là cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu 66% cao nhất từ năm 1900. Truyền thông Mỹ cho hay rất khó dự đoán kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử chỉ dựa trên dữ liệu khảo sát số phiếu bầu sớm, bởi nó có sai số và phụ thuộc vào chính sách vận động cử tri của từng đảng. Tuy nhiên, nó cho thấy sơ bộ bức tranh tỷ lệ ủng hộ dành cho các ứng viên. The Hill nói rằng, Đảng Dân Chủ đang có lợi thế khi khoảng 39,5% số phiếu được bỏ sớm đến từ những người ủng hộ đảng này. Cả ông Trump và bà Harris đều đã tranh thủ những giờ áp chót để vận động thêm phiếu bầu. Trong bài phát biểu kết thúc chiến dịch tranh cử tại thủ đô Washington, nơi Đảng Dân Chủ ước tính có hơn 75.000 người tham gia, bà Harris ngày 29 tháng 10 dành phần lớn thời lượng chỉ trích ông Trump, cho biết sự lựa chọn giữa bà và đối thủ là lựa chọn giữa tự do và hỗn loạn. Nữ Phó Tổng thống Mỹ gọi mình là người có bản năng bảo vệ, đồng thời tái khẳng định các cam kết về biên giới, chăm sóc sức khỏe. Phản hồi các chỉ trích của bà Harris từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, ông Trump ngày 29 tháng 10 phàn nàn đối thủ đang vận hành một chiến dịch thù hận. Còn tôi thì đang theo đuổi một kế hoạch cứu nước Mỹ, ông Trump nói. Chúng ta không có lựa chọn nào khác và chúng ta sẽ cứu lấy nó. Đáng chú ý, ông Trump đã nêu đề xuất bất ngờ về việc nếu ông đắc cử, chính quyền Mỹ sẽ tịch thu tài sản của các băng đảng tội phạm, băng đảng ma túy và dùng số tiền đó để lập ra quỹ bồi thường cho những người Mỹ là nạn nhân của tội phạm nhập cư trái phép. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu giai đoạn cuối chiến dịch tranh cử bằng bài phát biểu mới đây tại công viên Ellipse, Washington, nơi cựu Tổng thống Donald Trump từng phát biểu trước cuộc bạo loạn tại Điện Capitol. Sự kiện này là cơ hội để bà Harris tiếp cận nhóm cử tri phân vân, những người lo ngại về hành vi của ông Trump nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng bà có thể dẫn dắt nước Mỹ. Bài phát biểu của bà Harris không chỉ nhấn mạnh những lo ngại về ông Trump mà còn là lời kêu gọi ủng hộ để bà có thể thực hiện vai trò Tổng thống. Tại thời điểm hai ứng viên đang bám sát đuổi nhau trong các cuộc thăm dò và hơn 50 triệu người đã bỏ phiếu sớm, bài phát biểu trở thành điểm nhấn quan trọng nhằm thu hút cử tri còn do dự. Phó Tổng thống Mỹ mang đến một bài phát biểu ấn tượng kết hợp với lập trường rõ ràng với chỉ trích đối thủ, tóm tắt tiểu sử và thành tựu để thuyết phục cử tri. Bà khéo léo tránh những phát ngôn dễ gây hiểu lầm, giúp nâng cao tỷ lệ ủng hộ của mình trong tuần cuối của chiến dịch.
Ngược lại, chiến dịch của ông Trump vấp phải khó khăn khi Tucker Carlson, cựu biên tập viên của Fox News, đưa ra các lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc và xúc phạm bà Harris cũng như cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Theo giới phân tích, màn thể hiện của bà Harris tại Ellipse có thể tạo lợi thế giúp bà lật ngược thế cờ trong giai đoạn nước rút. Trong bài phát biểu, bà Harris nhắc lại vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi những người ủng hộ ông Trump tấn công Quốc hội để ngăn việc chuyển giao quyền lực sau thất bại của ông trong cuộc bầu cử. Bà nói, hãy nhìn vào ông Donald Trump, người từng đứng ở đây và cổ vũ đám đông có vũ trang đến Điện Capitol để đảo ngược ý chí của nhân dân Mỹ. Lời nói này nhắm thẳng vào tính cách và khả năng lãnh đạo của đối thủ, đồng thời đặt câu hỏi về mức độ phù hợp của ông Trump với vai trò Tổng thống. Mặc dù đội ngũ tranh cử của bà Harris vẫn có ý kiến trái chiều về tác động của những chỉ trích, một số nhà quan sát cho rằng cử tri có thể suy xét lại khi nghe bà Harris nói về hành vi và lời lẽ của ông Trump. Bà Harris cũng kêu gọi những cử tri từng ủng hộ ông Trump nhưng nay đã mất niềm tin, mong họ đồng lòng để chấm dứt tình trạng chia rẽ. Bà khẳng định, trong quá lâu, chúng ta chứng kiến sự chia rẽ và hỗn loạn. Mọi việc không nhất thiết phải diễn ra như vậy. Với cam kết lãnh đạo một nước Mỹ thống nhất, bà kêu gọi cử tri tin tưởng bà sẽ chấm dứt sự chia rẽ và xung đột, mang lại ổn định và đoàn kết cho đất nước. Bà Harris nhấn mạnh tầm quan trọng của thế hệ lãnh đạo mới, cam kết luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên đảng phái. Dù người dân bỏ phiếu cho bà hay không, bà hứa luôn lắng nghe và nói sự thật. Để tạo sự gần gũi, bà đã kể về tiểu sử của mình, nhấn mạnh rằng dù đã giữ vị trí phó tổng thống suốt 4 năm, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về bà. Bà mô tả hành trình của mình từ một đứa con của phong trào dân quyền đến những thách thức trên con đường chính trị, nhấn mạnh rằng tôi không hoàn hảo, tôi từng mắc sai lầm, nhưng tôi hứa sẽ luôn lắng nghe và nói sự thật với các bạn. Mặc dù các thông điệp cá nhân và chính trị của bà Harris đã thể hiện sự nhất quán, giới phân tích vẫn cho rằng chưa rõ liệu các lập luận này có thể thuyết phục cử tri còn do dự hay không. Bài phát biểu tại Ellipse là một phần trong loạt bài phát biểu cuối cùng của bà Harris trước ngày bầu cử, khi hàng triệu người Mỹ đang chán nản trước tình hình chính trị hiện nay. Theo thăm dò mới nhất, cuộc đua diễn ra căng thẳng với tỷ lệ ủng hộ của hai ứng cử viên chỉ chênh lệch rất ít. Số liệu hiện tại cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump chút ít với tỷ lệ lần lượt là 48,6% và 47,8%. Ở những khu vực như Washington DC, Maryland và Bắc Virginia, bà nhận được sự ủng hộ rộng rãi khi hàng nghìn người xếp hàng để nghe bà phát biểu. Bài phát biểu tại Ellipse của bà Harris là nỗ lực quan trọng nhằm thu hút các cử tri do dự và củng cố niềm tin trước khi bước vào ngày bầu cử. Trong bối cảnh xung đột kéo dài gần 3 năm, Ukraine đang đối mặt với hình thế ngày càng khó khăn, đặc biệt khi sự ủng hộ từ phương Tây có dấu hiệu trùng xuống. Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Ukraine Zelensky không ngừng kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây đứng về phía ông, hỗ trợ cho kế hoạch chiến thắng, một lộ trình đưa Ukraine đến hòa bình vào năm 2025. Tuy nhiên, đáp lại ông Zelensky chỉ là những lời hứa mang tính ngoại giao, không kèm theo những hành động thực chất. Thực tế, các quốc gia phương Tây vẫn rất dè dặt trong việc cung cấp vũ khí tầm xa như tên lửa Tomahawk với tầm bắn hơn 2.400 km mà Ukraine cho rằng có thể thay đổi cục diện. Phản ứng từ Mỹ và đồng minh có phần lạnh nhạt khi họ lo ngại về những hệ lụy an ninh tại Trung Đông và châu Á nếu Nga đáp trả mạnh mẽ. Đây chính là bài toán khó mà Tổng thống Ukraine đang phải đối mặt. Ông Zelensky đã từng có những bài phát biểu mạnh mẽ, không ngừng khẳng định với người dân Ukraine về sự quyết tâm bảo vệ từng tấc đất. Thế nhưng, để đạt được điều này, nguồn lực quốc gia cần có là vô cùng lớn và liệu những nguồn lực hiện có của Ukraine có đủ để thực hiện? Trên mặt trận, tình hình chiến sự diễn biến phức tạp khi cả Nga và Ukraine đều không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự. Nhiều binh sĩ Ukraine đang ở trong trạng thái kiệt sức sau thời gian dài đối đầu. Các tân binh được tuyển mộ liên tục nhưng thiếu kinh nghiệm và đào tạo đầy đủ khiến Ukraine gặp khó trong việc duy trì sức mạnh chiến đấu. Trong khi đó, phía Nga đang dần giành được những bước tiến nhất định tại khu vực miền Đông. Nhìn vào diễn biến này, liệu Ukraine có còn cơ hội nào để đảo ngược tình thế? Các chuyên gia phân tích nhận định rằng
Thực tế, một số lãnh thổ Ukraine có thể sẽ phải nhượng cho Nga, ít nhất là tạm thời, nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời và phi quân sự hóa tiền tuyến. Thế nhưng, việc này có thể khiến Ukraine mất đi sự ủng hộ của người dân, những người vẫn luôn mong muốn giữ toàn vẹn lãnh thổ. Dư luận phương Tây cũng đang dần mệt mỏi với cuộc chiến dai dẳng tại Ukraine. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan, sự chú ý của phương Tây đang chuyển hướng trước những căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đe dọa đến nguồn tài trợ dành cho Ukraine. Phát biểu trên New York Times, một số quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng những yêu cầu của ông Zelensky, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa tầm xa để đánh sâu vào Nga, là không thực tế. Ông Camille Grant, một cựu trợ lý Tổng thư ký NATO, cho rằng Ukraine không thể giành lại 100% lãnh thổ khi xung đột vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đây là thời điểm khó khăn khi cả Mỹ và châu Âu đều chần chừ và điều này buộc Ukraine phải cân nhắc các phương án ít nhiều gây ảnh hưởng đến chủ quyền. Dù vậy, Tổng thống Zelensky vẫn cho rằng Ukraine không nên nhượng bộ, nhưng cũng có dấu hiệu ông sẽ buộc phải xem xét các giải pháp hòa bình. Thời gian đang trôi qua và với áp lực quốc tế cũng như tổn thất ngày càng lớn, một giải pháp đóng băng xung đột hoặc thỏa thuận tạm thời là kịch bản có thể xảy ra. Nhìn chung, khi xung đột không có hồi kết và sự hỗ trợ giảm dần, câu hỏi đặt ra là liệu Ukraine có phải đánh đổi lãnh thổ để đổi lấy hòa bình? Các nhà lãnh đạo phương Tây đang cân nhắc và Ukraine phải nhanh chóng đưa ra những quyết định quan trọng trong thời gian tới.